Bắt đầu chúng ta sẽ đầu vẽ thép cho tường trắng, chọn kết cấu bê tông. Chọn vẽ theo đường dẫn. Đó, đây khi chúng ta vẽ chúng ta sẽ thấy ngay cái cây thép của mình nó chạy ra như thế nào. Sau mình nó sẽ tính ra cho mình là bao nhiêu cây. Ok. Giờ ví dụ mình thay đổi chiều dài của tường trắng, ví dụ như chiều dài tường trắng còn 5 mét thì nó sẽ ngắn lại, thép nó cũng chạy theo. Hoặc là mình thay đổi lớp bê tông bảo vệ còn từ 50. Mình tham số một lần sau đó mình sửa nhiều lần, sau đó mình chỉ sửa số nữa thôi, mình sẽ được những cái kết cấu của mình mà kích thước này thay đổi.